kết nối Android Auto và Apple CarPlay, mình nghĩa là dành cho những khách hàng mà chúng ta sử dụng máy iPhone hoặc là máy Samsung đó. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Bây giờ Quyết sẽ cắm dây vào trong xe mọi người nhé. Rồi, đây ạ. Đó, vậy là chúng ta đã sử dụng được ngay đúng không ạ? Mọi người nhớ cái các lưu ý của Quyết nhé. Rồi ạ. Rồi, ở trong này thì chúng ta sẽ có những cái tính năng ở trên đây. Đấy, ví dụ điện thoại này, nhạc này, bản đồ này, tin nhắn này. Đó, Toyota này, phần mềm Toyota này. Đây, Telegram này, cài đặt này, Google Maps. Thì đối với Việt Nam ấy thì mọi người đừng dùng bản đồ của Apple, của iPhone ấy. Mọi người dùng cái bản đồ của Google Maps. Còn nếu chúng ta mà chưa download Google Maps về trong máy ấy, thì chúng ta ấn vào đây luôn, là chúng ta download về. Sử dụng Google Maps thì nó sẽ hợp lý hơn. Rồi ạ. À, có hai cách, là một là chúng ta sẽ chỉ trên bản đồ tìm điểm đến này. Mọi người xong rồi gõ tìm kiếm này. Tìm kiếm này. Đó, tìm kiếm trên đây nhá. Ví dụ như Thanh Hóa. Ok. Đó, tìm kiếm. Ví dụ như vậy. Đó, bắt đầu. Đi về hướng bắc lên Dương Thừa Vũ. Vậy là Quyết vừa hướng dẫn xong cho mọi người về cách cài đặt về iPhone rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt về Android như thế nào nhá. Thì bây giờ Quyết có máy của Android ở đây. Thì trước khi mà chúng ta cài đặt Android ấy, thì chúng ta phải cài đặt cái phần mềm, gọi là phần mềm Android APK. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần Google nhá. Mọi người vào phần Google cho Quyết. Và mọi người gõ này, Android. Quyết viết sai. Đây, Quyết viết sai. Android. Rồi, Auto APK này, nó hiện ra luôn cho mọi người này. Đấy. Thì mọi người kích luôn vào đây cho Quyết cái đầu tiên luôn mọi người nhá. Ấn vào đây một cái. Rồi chờ một chút ạ, mạng nó hơi lag. Chúng ta có thể chọn cái trên hoặc cả cái dưới cũng được, tại vì đều là phiên bản, nó đều về một link hết. Đó. Rồi, xong mọi người ấn phần tải về. Tải về rất đơn giản đúng không ạ? Đó. Thì sau khi mọi người phần tải về xong thì mọi người set up và cài đặt thôi, tự động nó sẽ được chú nhá mọi người nhá. Ấn cài đặt được, tại vì ở đây là Quyết đã cài đặt cái phần mềm này rồi, thế nên nó cài đặt về cái là sử dụng được luôn, rất đơn giản đúng không ạ? Đó, rồi mọi người nhớ này, APK nhá, Android Auto. Rồi sau khi mọi người cắm rắc thì xong, thì sẽ có để ở trên màn hình sẽ là kích hoạt Android Auto này. Việc kích hoạt này tính ra sẽ khởi động Android Auto, thì mọi người ấn vào kích hoạt, rất đơn giản đúng không ạ? Rồi vậy là sao, kết nối rất đơn giản đúng không ạ? Mọi người chỉ cần tải trên web thôi. Đôi khi nó còn dễ hơn cả trên máy iPhone đúng không ạ? Vậy chúng ta đã sử dụng xong rồi. Đây, kết nối. Và sau khi mà chúng ta cài đặt xong ở trên máy thì chúng ta ấn tiếp theo. Chúng ta kết nối giữa matching vẫn hai cái này với nhau. Thế thôi, vậy là xong. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi nó loading ở trên màn hình. Tương tự giống với cả cái iPhone thì nó cũng như vậy thôi. Đây mọi người nhìn trên màn hình chưa ạ? Nó sẽ mất thời gian đầu tiên, còn khi nào mà ở những lần tiếp theo chúng ta cắm vào cái là nó sử dụng được luôn. Rồi ạ, nó sử dụng như là chiếc iPhone thôi. Ví dụ như tìm đường này. Đó, tìm đường chúng ta có thể tìm bằng giọng nói hoặc là tìm bằng ở trên màn hình cũng được. Đây, ấn phần tìm kiếm này mọi người này. Đó. Độ 163 Thái Hà này chẳng hạn. Đấy. Thì tự động nó sẽ tìm kiếm này. Và đi đến dẫn đường này cho mình. Được chưa? Đi về hướng đông lên trường Trinh về phía cụ Chính Lan. Được chưa? Đó, thế thôi. Ngoài ra thì ở trong cái phần này thì chúng ta vẫn có cả phần cài đặt này, về màn hình chính này. Đó, về màn hình chính này thì chúng ta cũng Spotify, podcast này, điện thoại, danh bạ, đầy đủ hết tất cả các tính năng. Đó. Thì mọi người có thể chủ yếu cứ thấy rằng là chủ yếu là mình sử dụng Google Maps nhiều thôi. Còn nghe nhạc thì chúng ta có thể cắm máy vào đây, chúng ta bật nhạc lên là sử dụng được hoàn toàn bình thường. Hy vọng rằng phải sẽ giúp cho mọi người cách mà chúng ta sử dụng xe Vios một cách hiệu quả, không bị bỡ ngỡ những khách hàng của chúng ta trước khi lấy xe, sau khi lấy xe và chúng ta dùng một cách hiệu quả nhất. Hy vọng clip ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều thông tin dành cho mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.